Hello tất cả mọi người, hiện tại thì kênh Vlog đang có mặt ở chợ đêm, chợ du lịch của Nha Trang Khánh Hòa. Đến tham quan mua sắm tại khu vực này thì thực sự rất là sôi động, và cảnh sắc của thành phố về đêm, thành phố Nha Trang đã về đêm. Mình đi vòng ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha. Let's go. Mến chào tất cả mọi người, hiện tại thì mình đang ở vào một buổi tối của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thành phố du lịch của Việt Nam mình rất là nổi tiếng. Thì hiện tại thì rất đông du khách khắp mọi nơi đến với thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Vị trí mình đang ghi hình là một khu tượng đài biểu tượng của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mọi người ha. Đẹp, đẹp lắm mọi người ơi. Wow, đúng là thành phố đô thị và rất là phát triển của một trong đây là một trong những tỉnh miền Trung của Việt Nam, rất là phát triển và rất là năng động, phải không mọi người? Vị trí này thì có những cái hình ảnh trưng bày cho du khách tham quan thưởng lãm những cái công trình, những cái địa điểm du lịch rất nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa, của Nha Trang Khánh Hòa mọi người ha. Mọi người đến đây cùng trải nghiệm, cùng trải lòng với thành phố biển du lịch Nha Trang rất là nhiều ha. Đến Nha Trang, xin mọi người đừng quên trải nghiệm đi một vòng thành phố Nha Trang về đêm, đặc biệt là quảng trường Trầm Hương cũng như là khu vực chợ đêm, chợ du lịch của Nha Trang mọi người, rất thú vị. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong khu vực chợ đêm có chữ kính chào quý khách mọi người ha. Bây giờ di chuyển qua bên đó ha mọi người ha. Let's go. Wow, xe rất là nhiều luôn ha. Bây giờ di chuyển vào bên trong chợ mọi người. Đông quá mọi người ha. Thành phố du lịch Nha Trang Khánh Hòa mà.
cho nên rất là đông. Let's go vào chợ tham quan một vòng mà chợ du lịch chợ Nha Trang về đêm nha mọi người ha. Wow, đông đúc quá ha. Hôm nay xin cả nhà thương và cùng đồng hành với kênh vlog video clip ghi hình chợ chợ đêm Nha Trang, chợ du lịch mọi người ha. Wow, quá chừng đầu luôn ha mọi người. Bán đầy đủ các mặt hàng luôn mọi người ha. Wow, đông quá ha. Chợ đêm du lịch của Nha Trang thì hai bên tuyến đường thì mình thấy rất là đông ha. Ở đây là mình bán về túi sách nè, hàng da túi sách ha, nhìn rất là đông đúc ha, rất là vui luôn mọi người. Hôm nay thì mình đi bộ vòng chợ đêm du lịch của Nha Trang rồi cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha. Đậu phộng. Du khách Nga thì mình thấy ở khu vực này cũng rất là nhiều. Đây cũng là một trong những tín hiệu rất là tốt, du khách quốc tế đã đến với Việt Nam mọi người ha. Wow, khu vực đồ chơi ha, đồ chơi cho trẻ em cũng khá đầy đủ ha mọi người. Quần áo luôn, rất là đầy đủ ha. Đông quá mọi người ơi, thật là vui khi đến với chợ đêm của chợ đêm du lịch Nha Trang mọi người. Wow, đông quá ha. Cái này.
Đông vui quá ha mọi người ơi. Nếu mà mọi người có dịp về du lịch về với Nha Trang, Khánh Hòa thì xin đừng bỏ lỡ chợ đêm du lịch của Nha Trang mọi người nhé. Bởi rất là đông vui và kinh doanh buôn bán thì cũng rất là đầy đủ các loại mặt hàng mỹ nghệ, hàng da giày, rồi quần áo, rồi có khu phố ẩm thực mọi người, cũng như là những cái khu vực bán trò chơi cho trẻ em ha. Ông ơi, tí nữa vừa mới ăn. Đông vui quá ha mọi người. Đây có chị trộn bánh tráng nè, bánh tráng trộn luôn á. Wow. Đông quá ha mọi người. Nếu mình đi trong giữa đoạn đường khoảng 500m này thì mình sẽ quẹo vào khu ẩm thực. Nếu mọi người có nhu cầu khám phá ẩm thực ở khu phố đi bộ này ha. Đông quá ha, rất là đông mọi người đến thưởng lãm. Ở đây thì có món hải sản rồi những cái món ăn nhanh đó. Khá đầy đủ ha. Lấy menu ra đây thôi. Sau khi mình đi một vòng thì mình sẽ rẽ vào khu vực ẩm thực. Nơi này thì cũng có rất là nhiều món ăn. Mọi người đi bộ một vòng rồi ghé vào bên trong đây ha, để tham quan rồi cũng như là mình ăn uống tại khu vực này thì cũng rất là đông mọi người.
Kéo mấy bước. Đi đi vào đây, đi vào đây. Anh đi vào đây. Đi cũng được. Chị ơi, chị. Con đã quen cặp ngàn. Thôi. Cặp ngàn đúng rồi. Thôi hả? Cái gì? Đồng vui quá ha mọi người ơi. Anh ấy cũng ngồi cái gì? Vâng, nếu có dịp về tìm đến một địa điểm du lịch tỉnh Khánh Hòa thì Chèo Điêm chắc chắn cũng sẽ không thể bỏ lỡ mọi người ha. Video clip ghi hình về chợ đêm Nha Trang Khánh Hòa của Kenken Vlog thực hiện đến đây xin tạm dừng. Mình chúc tất cả mọi người gặp nhiều may mắn, nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Cảm ơn cả nhà cùng đồng hành xem video clip ghi hình của mình nhé. Cảm ơn, xin chào.